Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 381 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2022, trong đó có việc xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo, nài ép khách du lịch. Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước toàn diện về du lịch trên địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các đơn vị kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm, giám sát các chương trình kích cầu khuyến mại du lịch.